Xin chào bà con nhá. Vâng, tôi đang quay cho bà con các loại tời cắp quay tay này tại tổng kho thiết bị Hồng Phúc nhé. Chúng tôi thì chuyên nhập khẩu và phân phối tất cả các loại tời cắp quay tay nhé. Tời dùng lẫy hàng Đài Loan này, mã 600, 800, 1000, 1200, 2000, 2500 và 3000, tải trọng 1 tấn rưỡi, từ 300 cân, 400 cân, 500 cân, 600 cân, 700 cân, 900 cân, tấn 2, tấn rưỡi nhé. Đấy, hãm 2 chiều, đi theo cáp nhé. Hàng đi theo cáp này, bảo hành 1 năm nhé, hàng nhông hợp kim. Và sản phẩm tời tự hãm này, mã 1200, chuyên dùng để lâng dạp cưới này, mã 1800, đấy, chuyên kéo gỗ và chế xe lâng. 2600, hàng này chuyên kéo xuồng, kéo bè và kéo gỗ nhé. Đấy, tất cả sản phẩm tại tổng kho Hồng Phúc nhé, được nhập khẩu và phân phối trực tiếp, giá tận gốc nhé. Đấy, bà con ai có nhu cầu về các thiết bị tời cáp quay tay, tời lâng hạ dạp, tời chế xe nâng, tời nâng cục nóng điều hòa, tời kéo gỗ, liên hệ trực tiếp tổng kho Hồng Phúc, địa chỉ tại Hiệu Chân, Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội. Chúng tôi chuyên bán buôn, bán lẻ nhé. Bà con ai có nhu cầu liên hệ trực tiếp để được báo giá tốt, tùy theo số lượng này. Điện thoại 0973 143 996 và 035 391 9998. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có sản phẩm hàng tự hãm của tàu và hàng hãm lẫy hàng tàu nhé. Đấy. Đấy, đây là hàng của tàu này, vỏ sẽ là vỏ vàng nhé. Đây là hàng tự hãm, hàng của Việt Nam này. Đấy. Ai có nhu cầu tất cả các sản phẩm tời cáp quay tay thì bên chúng tôi đều đầy đủ nhé. Đấy, mã 1000, mã 600. Vâng. Xin cảm ơn bà con nhé. Xin chào bà con. Vâng.